Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình lại làm một clip tổng hợp cho anh em những dòng xe Taycan, đầu tay ga này, xe số luôn Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Trang sự hỗ trợ giới thiệu ông Trang. Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Là Trang đây, cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất ở bên cửa hàng bên Trang ha. Thì cập nhật giá mới nhất cho mọi người tại thời điểm hiện tại, Exciter 155 màu cực kỳ là hot luôn đối với phiên bản 2023 và 2024. Đối với phiên bản 2023 tiêu chuẩn giảm sâu cho cả nhà luôn, chỉ còn là 41 triệu đồng một em bao thuế VAT 10%. Phiên bản trắng ngọc trai bên cạnh Trang đây sẽ là 44 triệu đồng một em. Phiên bản ABS đời mới của năm 2024 cập nhật giá mới nhất cho mọi người luôn, chỉ còn là 49 triệu đồng một em cho phiên bản ABS. Còn đối với những cái phiên bản tiêu chuẩn của phiên bản đời 2024 như xanh lục bão hoặc là đen như thế này đây, mới ra mà giá cập nhật siêu hời cho mọi người chỉ còn là 47 triệu đồng một em thôi. Góp đối với dòng này mọi người cầm ngay giúp Trang cửa từ 5 triệu đồng là mình đã có thể nhận xe. Thủ tục duy nhất chỉ duy nhất một căn cước công dân thôi nha mọi người, bao gồm hết thuế VAT 10% cho mọi người luôn, cho nên là mọi người cứ yên tâm ha. Một phiên bản màu đen nhám của đời năm 2023 này, bảng màu này cũng đang rất là hot hit luôn đó cả nhà. Đối với bảng màu này, Trang cập nhật giá mới nhất cho mọi người tại thời điểm hiện tại cũng chỉ có giá là 44 triệu đồng một em thôi, bao VAT nha, trả trước giúp Trang từ 5 triệu lên nhận xe nha. Hoặc là danh Kibi cũng vậy nha mọi người, cũng đang hot hàng cực kỳ. Cho nên là anh chị em mình trong thời điểm hiện tại mình có nhu cầu mình mua xe nào, màu nào, mẫu nào thì mình nhắn tin liên hệ trước để được Trang tư vấn và hỗ trợ cho mọi người ha. Sơn đồ, sơn 3D hoặc là những cái bảng màu xin thì còn rất là nhiều cho mọi người lựa chọn luôn. Phiên bản trắng đen RC này cũng chỉ còn giá là 45 triệu đồng một em thôi nha mọi người. Hoặc là phiên bản xám bánh đỏ cũng đồng giá cho mọi người là 46 triệu đồng một em cho một cái em hot hàng như thế này ha. Xanh lục bảo cũng 45 triệu đồng. Hoặc là màu này gọi là màu đỏ nhám này mọi người, đỏ nhám của 2023 mọi người cũng là 45 triệu đồng một em bao VAT ha. Góp cũng cầm ngay giúp Trang từ 5 triệu nhận xe nha. Chuyển qua ẹt 150 đi. Rồi ok, qua tới phân khúc ẹt 150 tại thời điểm hiện tại nha, chỉ còn là 42 triệu đồng một em thôi, bao thuế VAT 10% luôn. Từ gọi là xanh xám xi măng hoặc là những cái bảng màu xanh như thế này đây nè, hoặc là màu đỏ tem xanh, hoặc là những cái bản MX King như thế này đấy, giá cập nhật mới nhất cũng chỉ còn là 44 triệu đồng. Góp thì đối với dòng này mọi người đưa trước giúp Trang cửa từ 5 đến 7 triệu đồng là mình đã có thể lên hồ sơ mua góp rồi đây ha. Thủ tục thì chỉ cần cầm duy nhất giúp Trang đúng một căn cước công dân nha. Còn Sonic cập nhật giá mới nhất cho anh em là 47 triệu đồng một em, bao VAT 47 triệu đồng. Còn đối với Sachia sẽ là 40 triệu đồng nha. Góp cũng đưa trước giúp Trang dòng này từ 5 triệu đồng là mình đã có thể lên hồ sơ mua góp rồi ha. Ok. Rồi, tới cho mọi người một phân khúc Vario 125. Trong cái thời điểm hiện tại, Vario 125 giá mới nhất chỉ còn là 36 triệu đồng một em, cập nhật giá mới nhất khóa thường. Còn đối với Smart Key như thế này đây sẽ là 39 triệu bao VAT 10% nha. Anh em mình mua góp mình cầm ngay giúp Trang từ 3 triệu đồng là Trang hỗ trợ lên hồ sơ mua góp rồi. Thủ tục thì đơn duy nhất rất là đơn giản, chỉ cần một căn cước công dân. Còn mà anh em thích sơn đồ những cái bảng màu cực kỳ là hot hit, hoặc là đồ đèn led này, bảo hành sơn thì bảo hành cho mọi người 25 luôn. Còn đồ màu thì mọi người chỉ cần cầu lên phí sơn giúp Trang đúng 1 triệu đồng tiền màu nha, bao gồm VAT cho mọi người luôn ha. Từ trắng hồng này, những cái bảng màu hot, hoặc là trắng bóng này, xanh này, rất là hot những cái bảng màu cập nhật giá mới nhất cho anh em tại thời điểm hiện tại. Có nhu cầu mình mua dòng nào, mẫu nào mình nhanh tay liên hệ trước để Trang tư vấn nha mọi người. Rồi. Qua con này Future. Ok, tới một cái phiên bản Future này mọi người. Ôi, vừa lên đổ hai con cực kỳ là hết cho mọi người luôn. Một em là xanh yên đỏ và một em là xám yên đỏ nha cả nhà. Bao thuế VAT 10% cho anh em luôn tại thời điểm hiện tại nha mọi người. Dòng này Trang cập nhật giá mới nhất chỉ còn là căm là 34 triệu. Mâm như thế này đây là 36 triệu đồng này anh em. À 37 triệu nha, bao VAT cho anh em luôn 37 triệu đồng một em nha. Góp anh em cầm ngay giúp Trang từ 3 triệu đồng là mình anh em nhận xe rồi ha. Còn đối với Winner như Trang có cập nhật giá nãy là 33 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn CBS và 37 triệu đồng cho ABS. Còn đối với S23 và S24 này mọi người, S23 thì 41, S24 thì rơi vào tầm 47 triệu nha mọi người, bao VAT nha. Đây em này cực kỳ là đẹp luôn, thế này đây mà chỉ còn là 47 triệu đồng thôi. Anh em mua góp cầm ngay cho anh em dòng này giúp Trang từ 5 triệu đồng là anh em nhận xe được rồi. Giá cực kỳ là hời nhá. Còn đối với SH này, em này 160 ABS đời 2024 này. Em này Trang cập nhật giá mới nhất cho anh em là 103 triệu đồng bao VAT. Còn đối với các bạn lấy tiêu chuẩn CBS thì chỉ có giá là 90 triệu đồng một em thôi. Góp cũng được trước giúp Trang từ 15 đến 20 triệu đồng là nhận xe. Còn mình mà có nhu cầu mình mua những cái bản phiên bản SH Mod nữ như thế này đây thì giá cập nhật mới nhất cũng chỉ còn là 57 triệu đồng thôi. Còn đối với mà xám như thế này đây sẽ là 63 triệu đồng nha anh em. Anh em góp cũng được giúp Trang từ 7 triệu đồng là anh em nhận xe được rồi ha. Rồi Vision. Vision thì giá sẽ là 30 triệu, 31 triệu đồng tới 37 triệu đồng. Còn đối với như Trang đây em này 31 này anh em,
Còn em này sẽ là sơn đồ sẽ là 33 triệu bao VAT nhá. Rồi, AB sẽ là 40 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Còn đối với mà còn với mà phiên bản mà đặc biệt sẽ là 43 triệu đồng. AB 160 như thế này đây sẽ có giá là 58 triệu đồng, còn tiêu chuẩn sẽ là 57 một em nhá. Ok, thì đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Mọi người xem thì nhớ like cho xí. Xin chào, hẹn gặp lại.